tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. À, có tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì của mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ, nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng. Cô ta nguội rồi á, thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau, giảng hòa, có thể giảng hòa bằng một nụ hôn. À, dữ nha. Mời bạn nam. Xin chào Quyền Linh, Cát Tường cùng tất cả các khán thính giả trong phòng. Dạ. Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Rồi, xin chào anh Quyền Linh. Chào anh. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bạn bên kia cũng đã xuất hiện. Bây giờ bắt đầu mình ưu tiên cho anh. Tôi là Trần Thái Quang, năm nay 53 tuổi, tuổi mèo, mạng kim, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân anh văn và nhạc sĩ sáng tác, làm việc tại tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên Thái Nguyệt, em là nhân viên kế toán của ngân hàng. Năm nay em 37 tuổi. Tuổi gì, mạng gì, giới thiệu luôn. Em tuổi Kỷ Mùi, em mạng Hỏa. Rồi, bây giờ mình trò chuyện chút xíu. Anh 53 tuổi thiệt á hả? Sao trẻ quá, trẻ hơn Linh luôn ta. Chà, cảm ơn Quyền Linh nhiều lắm. Không thật mà, trẻ ghê luôn á. Nhưng cũng phải hỏi anh nha, 53 tuổi thì mình trải qua lần đò gì đó anh? Nói chung thì cũng có nhiều lần đò. Dạ. Nói chung là cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn lên đen. Từng người tình bỏ ta đi những dòng sông nhỏ. Dạ. Nói chung mà giờ đúng số không là được may mắn trong tình yêu. Vậy thì anh có mấy cháu gì không? Chưa lập gia đình mà làm sao có con. Chưa lập gia đình vậy mà nãy giờ nó làm trò đứng đâu làm. Chưa. À ha, trời ơi mừng chưa quá. Chưa lập gia đình. Vậy là chưa qua lần đò nào hết. Nghe tâm sự của ảnh cũng có khá khá mối tình. Thế còn mình thì sao, 37 tuổi đối với phụ nữ cũng không phải là nhỏ. Em đã từng có hai mối tình rồi. Một mối tình 5 năm, mối tình 6 năm. Hai mối tình là hết 11 năm. 11 năm em ế luôn. Rồi bây giờ kết thúc cái mối tình thứ hai tới bây giờ là được bao lâu rồi? Cũng được 3 năm rồi. Rồi tại sao 3 năm qua cũng không có được mối tình mới nào nữa hả? Lý do tại sao vậy bạn? Lý do là tại vì em không có tin tưởng nữa, hay là em cảm thấy em buồn quá, em không muốn nữa. Sau này thì em mua nhà rồi em sống riêng một mình, rồi tự nhiên em thấy buồn, rồi em cần có một người bạn. Nên em xin đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow, dạ. Trải qua hai mối tình 11 năm anh Linh. Dễ sợ luôn. Anh có mối tình nào sâu đậm mà kéo dài năm anh? Có một mối tình đậm với một cô Việt kiều ở bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà không đến được tại vì cô ta bắt tôi chờ đợi quá lâu. Chờ đợi bao lâu? Chờ đợi khoảng chừng 4 năm. Vậy thì ngọn lửa tình yêu nó tắt liệm trong anh hả? Nhưng mà tôi cũng cố gắng bằng các ca khúc cho tôi sáng tác để có gì hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng mình. Anh ơi, bên đây cũng cần hâm nóng lại và bên đây lại thích nghe đàn, nghe hát. Bây giờ anh trổ tài luôn đi anh. Thử coi có hâm lại nóng được chút nào rồi mình trò chuyện tiếp anh ơi. Bây giờ tôi xin hát cái bài Tình Yêu Tuổi Ngày Thơ, viết về mối tình đầu tiên. Buổi sáng ấy tôi thấy em đạp xe trên con đường dài, bánh nón nghiêng nghiêng ép, tóc em bay vờn trong nắng mai. Tà áo trắng nét thơ ngây, làn môi xinh xinh mỉm cười, đôi chân ngà nâng gót nhẹ, tâm hồn bao ước mơ. Tay nâng niu cặp sách mới, đi tung tăng lòng phơi phới, bước chân đến trường lòng ai thêm vấn vương. Anh như mây hồng trong nắng, em như một cành lan trắng, ngát hương cuộc đời lòng ơi ta lắng nghe. La 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 la. Nói chung là nhạc sĩ nên hát không có hay bằng ca sĩ. Quyền Linh cũng thông và các bạn thông cảm.
Chủ yếu là cảm xúc anh à. Hát sao tự nhiên nó vui đời, yêu đời quá nhỉ, vui tươi quá nhỉ. Dạ, mời anh ngồi đi anh. Cảm ơn anh. Anh muốn tìm người bạn gái như thế nào? Người bạn gái đó tính tình hiền, dịu dàng, chung thủy, biết quan tâm đến mình và mọi người. Điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Người phụ nữ là giả dối, bắt cá, nhiều tay, tính toán về vật chất, không chung thủy. Anh, nhưng bây giờ nếu mà kết hôn á thì mình sống ở đâu anh? À, có tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì giờ mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng, nội thất chưa có gì hết. Bây giờ chờ một cái bàn tay để xây tổ ấm. Dạ. Bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào anh đám cưới được? Nói chung càng sớm càng tốt. À, nhưng mà anh có khuyết điểm gì không anh? Có chứ, khuyết điểm thì ai cũng phải có hết. Khuyết điểm nhiều lắm, đôi lúc cũng lê mê, nóng tính, nhiều lúc mình hay lãng trí nữa. Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối để em về bển nè. Anh thích cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh nè. Mẫu lý tưởng á? Dạ. Thì gương mặt nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Và tính bản lĩnh, vui vẻ, giống như Cát Tường. Ồ, dạ cảm ơn anh. Để em về em coi lại coi có giống hoa hậu không. Em gái ơi, hỏi thiệt em gái nha. Dạ. Mình có ngại về tuổi tác gì không em? À, dạ không ạ. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là chênh lệch nhau nhiều lắm rồi. À, mình giới thiệu cho anh nghe một tí xíu nữa về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là hiền, thích cuộc sống gia đình. Còn những cái mặt còn hạn chế của mình? À, mặt hạn chế của em là em rất nóng tính ạ. Vả lại nấu ăn của em không được khéo lắm. Chỉ nấu ăn ngang chừng mực gia đình thôi ạ. Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Nhưng mà em mới nói nóng tính, anh bên đây cũng nóng tính rồi sao? Em cũng thấy vậy đó. Ai nhường ai anh? Thì lúc mà người vợ mình mà nóng tính á thì mình phải nguội. Đó, mình phải im lặng. Đợi khi cô ta nguội rồi á thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau, dàn hòa. Có thể dàn hòa bằng một nụ hôn. À, dữ nha. Nhưng mà tính hỏi em là em có biết nấu bún bò Huế không? Anh thích ăn bún bò Huế lắm. Dạ, có biết ạ. Dạ đúng là sở thích của anh, hợp tính với anh đó. Hôm nay anh đi có người thân nào đi theo anh không anh? À, có hai người bạn nhạc sĩ, nhạc sĩ Nam Vũ, nhạc sĩ Dũng Phạm ở dưới. À rồi, chào hai anh, nãy giờ nhìn dưới là em cũng nghi nghi rồi. Vâng, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bạn anh vui tính quá, anh nhận xét về bạn mình như thế nào? Dạ thì bây giờ nó như vậy anh Quan, vì nghệ sĩ mà, do đó là hơi lãng mạn. Sau này có gì đó thì chịu khó là chấp nhận cái tính lãng mạn đó. Tại vì lãng mạn nó không có phải lúc nào nó cũng đẹp như người ta nghĩ là cái từ lãng mạn đâu. Và tôi là bạn của anh Quang, tôi thấy là cái cô bạn bên đây thì thấy là cô này cũng là dễ nhìn, phúc hậu, biết nấu ăn món Huế. Tôi biết là anh rất là thích ăn món Huế. À, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. À, còn bạn thì sao? Bạn có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em đi một mình ạ. Có lẽ để em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha. Rồi qua thông báo danh. Bên kia là Thái Quang, bên đây là Thái Nguyệt. Hai người thương quá trời luôn vậy đó. Dạ. Nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào? À, em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm. À, rất là vui. Dạ. Nhìn anh dễ thương lắm. Dạ. Rất là yêu đời. Dạ. Ha. Từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghĩ là bây giờ cho hai người gặp nhau đi anh Linh ơi. Cho hai người gặp nhau đi. Gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha. Kéo màn. Xin chào em. Dạ. Anh xin gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn món quà của anh. Đây là cái album nhạc của anh. Dạ. Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng, mũm mĩm. Dạ. Nhưng mà rất là vui vẻ. Quan trọng nhất là sự phúc hậu á. Anh nghĩ em có một cái chiều sâu tâm hồn rất là phong phú. Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á. Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn. Anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi. Bây giờ anh xin hát một bài là trong cơn mơ người tôi yêu lại đến. Đến cùng tôi trong giây phút ban đầu. Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm. Đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em. Em xinh tươi như anh khẽ mỉm cười. Đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở. Mái tóc liền thơm ngát mùi hương. Anh say sưa nhìn em đôi mắt mơ. Đi bên nhau cùng nhau bước thân thơ. Anh như mây bay và em như làn gió nhẹ. Em xinh đẹp như tiên nữ trần gian. Hay quá.
Cảm nhận thế nào? Em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi một câu này. Anh ở giờ bà dạy em, nhà của em ở quận 12 dạy, anh có về thăm em không? Anh có chụp quen em không? Nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào cũng được hết em. Dạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm, sau đó mình tiến hành bấm nút. Anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu để đi đến với nhau và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ý của em như thế nào? Dạ, em cũng mong rằng như vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Rồi. 1 2 3. Anh bấm gì nữa, nãy em chưa đếm anh bấm rồi. Ủa đồng ý gì đó, đồng ý hẹn hò đấy. Ngoan à. Tay giờ anh quấy đi. Tôi chưa đếm mà anh bấm mất tiêu rồi anh. Không, tự nhiên cái nút nó nhảy quá, không biết cái sao. Anh có thể hôn cô ấy cái hôn đầu tiên. Ý em thế nào? Thấy sao anh? Thấy sao anh nụ hôn đó như thế nào? Nụ hôn nó ngọt ngào, nó ấm áp. Chị thấy thế nào? Em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc. Chương trình sẽ tặng cho anh chị những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc anh chị có những buổi xem phim thật là hạnh phúc bên nhau nha. Dạ, em cảm ơn anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Để tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn Huyền Linh, Cát Tường. Dạ. Dạ, mời anh chị. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền hả? Chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Rồi đi em trai. Mời nhà gái. Đưa chị là anh đây. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Hôm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Ừ. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Hoàng Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Ừ. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Nói như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay gì đó mình nhìn qua mình biết. Qua cái thái độ và cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Em là dân tài chính, kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nam sẽ chia tay đi, 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì
chia tay là chia tay luôn, một đi không trở lại. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Ừ, rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em dị liệt. Dị liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình hả Long? Từ đó tới giờ chính thức là 3 mối tình. Chính thức 3 mối tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về 1 lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, không, thời đại học. Đại học là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nhưng sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không, không có. Cái không có đúng không? Là không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Là con cái chuyện đó cũng biết nên à. Con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi, ba mối tình đó bên kia thì sao? Rồi, tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Ừ. Nhưng mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng, mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục. Khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Ừ, có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nổ. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chàng siêu, chỗ đẹp trai quá. Chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Trai lắm. Khỏe hơn chị. Trai dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn nãy đưa qua đây đáp ứng đưa gần như nhà hết á. Còn anh trai không? Dạ không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất hả? Vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Uh-huh. Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Thì một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Cơ bản là hai nói bạn chung là điều chỉnh cái lúc mà đúng rồi là... Em đã trải qua 3 mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này, đúng không? Trời đẹp trai quá. Mời qua, nhà gái tôi rất đẹp ạ. À. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ây, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ, xin chào chú em lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Một cô gái xinh xắn ha, tươi tắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự cái là chị bấm nút liền hả chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4-5 tháng buồn lắm đó. Thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Thôi. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Thôi bây giờ chị là nghĩ cho kỹ nha. Mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo. Đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ với em trai. À, có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha, nhìn hình nền là đoán được rồi. À, thêm con chào chưa? Cô. Kính chào Quyền Linh, tài năng. À cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á, thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà,
Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi, chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải đi làm xa hoài. Long thì sống rất là tình cảm, thật thà, hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt, nó biết rửa chén nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em nha. Em chào anh ạ. Chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh, không vấn đề. Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ. Nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ và thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018, tới giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết đương đầu với thất bại đó như thế nào? Ví dụ như công việc đi, lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ, mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái toán lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Nãy anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4-5 tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Dạ. Hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Vậy thì trong vòng 1 tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1 tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là với lại thứ hai là anh cũng có trải qua cái những cái mối tình trước. Anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Em phải có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love. Walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em. Cũng xinh xắn, dễ thương. Anh đi làm thì nhiều cái công việc ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu. Nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc. Nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau. Như vậy. Dạ vâng. Bấy giờ cô xin
hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, chúc mừng. Bây giờ trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em. Đó, 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 vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng 1.5 năm rồi. Anh mới có dịp có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Các bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người. Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ, hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi chị... Không có ai hết. Rồi. Hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình, hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. À, chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Chị có con chưa? Có một bé sinh năm 2001. Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Bị chồng đánh rồi bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nữa. Nên chạy về. Nhà trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Rồi, mời ra giới thiệu về mình. Dạ, em tên Quỳnh Hán Phát, năm nay 42 tuổi. Quỳnh Hán Phát hả? Phát làm công việc gì Phát? Tài xế. Tài xế? Dạ. Phát là làm ở đâu? Làm ở quận nhất, chứ quận 2. Là nhà mình ở đâu? Nhà quận 8. Nhà quận 8. Hiện nay Phát đang ở với ai? Ở với hai đứa em trai. Hai đứa em trai là nhà của mình hay là? Ở nhà của mẹ để lại. À, mẹ để lại. Rồi ba mẹ đâu Phát? Mẹ mất. Ba cũng mất luôn. Ba mất trước. Mẹ mới mất trong dịch này. Thôi, chia buồn với Phát ha. Dạ, gia đình Phát rất là đơn chiếc thôi, ở với hai người em thôi. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Kiều Trinh, sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Em buôn bán quần áo online. Em sinh 1981 ạ. Trời ơi, bạn còn quá trẻ luôn á. Nhìn trẻ măng nên Lan cứ nghĩ đâu là nhỏ tuổi hơn không à. Cảm ơn em. Chị Trinh ở Tây Ninh nha. Trinh là ở Tây Ninh, là huyện nào Trinh? Dạ em ở Trảng Bàng anh. Ở Trảng Bàng hả? À? Trảng dạ. Bàng thì cũng gần mà. Dạ. Giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Tới Củ Chi là tới rồi. Dạ. Mình nói cho đàn gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ chào Trinh, mình chung là ưu điểm thì hiền, trung thật. Khuyết điểm thì hơi nóng tính xíu. Mình hiền, hơi nóng tính chút xíu. Ủa sao nó mâu thuẫn nhau vậy? Hiền mà nóng tính thì khi nào đó nó quá lắm mới nóng tính thì bình thường. Quá mới nóng tính, mà nóng tính quá thì em làm gì? Tùy theo tình huống, nếu mà trong gia đình thì mình không nói, mình đi chỗ khác. À. Còn ở ngoài thì anh em bạn bè thì có thể chửi rồi chửi kia mà tiếng lại thôi. À. Nói chung là nóng quá chửi thề đó hả? Dạ. Nhưng chửi thề không có mà ok nó không được thì không á. Ừ. Còn nếu mà quá quá thì cũng chưa biết. Quá chưa biết đúng không? Thôi mình gái. Chị ơi, mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm của chị thì giỏi, siêng năng, cầu tiến và ham học hỏi. Dạ. Còn khuyết điểm thì nấu ăn không được ngon. Với dạo gần đây trí nhớ không biết đi chơi đâu mất tiêu rồi. Chị còn một cái ưu điểm nữa rất là vượt trội mà em nghĩ là chị nên tự hào vì điều đó. Đó là chị quá xinh đẹp và quá trẻ so với tuổi của mình đó. Cảm ơn em. Em dạ. Cũng rất là dễ thương và xinh đẹp. Trời, hai chị em mình khen nhau chứ. Chị ơi, mình có bao nhiêu mối tình rồi chị? Chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Trong suốt khoảng 20 năm đó chị không có mối tình nào hết? Có nhưng mà quen chỉ thời gian ngắn không được, chia tay thôi. Chị có con chưa?
Có một bé sinh năm 2001. Chị có dễ dàng khi mà nói về cái lý do mà mình phải ly hôn không? Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Với hơn nữa mình bị đánh, bị chồng đánh, bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nữa. Nên chạy về. Chị không thể kể nữa được. Em có thể ôm chị một cái được không? Cảm ơn. Cái gì rồi nó cũng sẽ qua chị ha. Em hy vọng là thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp đến với chị. Bây giờ con chị ở với ai? Ở với chị. Ở với chị hả? Một người mẹ đơn thân 20 năm, nuôi con một mình 20 năm rồi. Nhà trai ơi, cái hoàn cảnh bên kia bên nhà trai cũng đã nghe rồi. Bây giờ mình giới thiệu về nhà trai đi em. Chào anh ạ. Mình thì cũng ở vậy cũng mười mấy 20 năm rồi. Thì cũng nói chung là con thì sống bên mẹ nhưng mà mình nuôi đủ tiền học thì mình hết. Con mấy tuổi? Con 18 tuổi. Là con trai? Con gái. Con gái hả? Dạ. Cô gái bên kia rất là tội nghiệp khi mà đã chịu một cái tổn thương quá lớn từ cái người chồng trước. Em hy vọng rằng là anh sẽ là người bù đắp được cho cổ. Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Lý tưởng của anh thì nói chung là dễ nhìn, cao khoảng 1m6 trở lại, hơn xíu cũng được, hiền được. Chị đẹp lắm, chị bên đó rất đẹp và rất hiền. Mình nghe cái chuyện đó mà cũng cảm động xíu. Dạ, cái tính nào của người phụ nữ anh không thích? Ghen thì ít thì được, mà ghen nhiều quá thì nó giống như nó bị kiểm soát. Dạ, kiểm soát nhiều quá. Anh không thích kiểm soát. Giả tạo. Người gì nữa không? Chị bên kia thì thích nấu ăn nhưng mà nấu thì cũng không ngon. Miễn có nấu được rồi. Anh có... không quan trọng trên đó. Rồi, ok, vậy là được rồi. Thả cũ có gia đình chưa? Có rồi, rồi có đúng con không? Rồi. Thôi vậy cũng được rồi. Ha, không chung còn là cũng không nữa. Có vướng bận. Thôi, mình qua nhà gái cái. Dạ, em chào anh Linh. Xin chào em. Cô gái bị quá nhiều tổn thương thì chắc chắn luôn luôn có những giọt nước mắt. Chúng ta dẹp hết những giọt nước mắt đi. Ha? Dạ. Mình sống với một cái hiện tại tích cực hơn, coi như nó là một cái ước. Bây giờ nè, cười tươi lên cho cuộc đời nó tươi sáng nào. Mình cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao khoảng 1m7. Đúng, có bụng. Sực, đầu có không? Đầu hói, không hói cũng được hết. Đúng rồi, hói không hói không quan trọng. Dạ, hói càng nhiều càng tốt. Em không thích sao muối. Không có sáu muối, đúng rồi. Dạ. Vu lạ quá trời, con thích bụng bự. Không sáu muối. Không cần sáu muối. Dạ. Một muối như vậy cũng được rồi nè. Dạ. Đúng không? Được. Không lăng nhăng, sự nghiệp ổn định là được rồi. Sự nghiệp ổn định. Bên kia lái xe cũng ổn định rồi. Nhậu ít thôi nha anh. Nhậu ít. Bên đừng kia nhiều, em sợ nhậu lắm. Sợ nhậu. Có nhậu không anh? Mà có một ít hả? Thôi đừng nhậu luôn đi anh ơi. Đừng nhậu luôn nha. Em gì chồng cũ em nhậu á, đánh này tổn nên em sợ. Chuyện nó qua rồi đừng nhắc. Càng nhắc càng buồn, càng sợ luôn. Dạ. Bây giờ mình sống ở nhà với gia đình. Gia đình với ai nữa? Mẹ với em với con. Đảng bàn Tây Ninh. Dạ. Thí dụ bây giờ mình về quận 8 mình ở được không? Bây giờ em không nói trước được gì, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu rồi khi đó là mình có thể nói chuyện với nhau vấn đề đó. Cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ thì hỏi người mình thân gặp đi. Người thân đi. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Tại hai đứa em mới biết làm hết. À dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi chị... không có ai hết. Rồi hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình, hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. Mở rào. Chào Linh. Linh, chị có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh ạ. Có tặng cái gì cho bạn gái nói đi. Bông. Bông hả? Mở bông có đẹp không? Cái bông cất vô cái bình. Đẹp hơn gái? Dạ rất đẹp. Rồi, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau đi. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Ở trạm này chắc cũng xa hả? Đi cũng mệt à? Dạ đi hơi xa. Tại em ngồi xe bị say xe đó. À. Trước khi đi em phải uống thuốc mới đi. Còn mình nó chở mình ở lâu quê dưới không ta? Dạ em ở đó từ nhỏ luôn á. Em hồi hộp quá. Em bây giờ phát cảm nhận bạn gái thế nào? Bạn gái nhìn xinh,
trẻ hơn tuổi, 1-2 tuổi. Anh nghe em nói tâm sự thì cũng buồn, nhưng mà cãi qua rồi đúng không thì thôi. Chung là em cũng quên rồi, nhưng mà đến thì nhắc đến em hơi bị xúc động. Đúng rồi, tại nó gắn vô tâm trí mình lâu quá. Đúng rồi. Nhưng mà hơn 20 năm rồi. Dạ. Cho nó qua nỗi buồn đó đi. Dạ, em quên rồi đó. Chứ mà hỏi đến thì em kiểu như là nó trước nó ù về. À, bây giờ phát hỏi bạn gái đi. Mình ở xa vậy mình hẹn hò sao, có thể mời bạn gái vào cuối tuần hay gì đó. Cuối tuần rồi em có rảnh không ta? Dạ được anh. Thôi rồi con ở với mình đúng không? Ở với em đúng không? Dạ dạ. Ủa rồi mình đi có sao không ta? Dạ con em lớn chưa? Con em 21 tuổi rồi. À vậy không sao. Phát có xe riêng mà, lên chừng nào cũng được. Dạ. Thật ra đây Trảng Bàng đâu có xa đâu. Anh nó là tới Củ Chi là tới rồi. Dạ, Củ Chi lên xíu. Khoảng 70 cây đúng không? 70 cây. Em không rành nữa nhưng mà em thấy gần á. Nào có dịp lên Trảng, không chắc giờ này cũng phải lên thường. Em cảm ơn. Em muốn đẻ nữa hay là sợ nuôi con? Anh thấy bây giờ thì nuôi con mới khó. Đúng rồi. Nếu mà hai người có con hết rồi, nói chung không cần nữa con thứ ba này kia. Dạ em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nên mình cũng lớn tuổi rồi đó, phải nuôi phải mệt. Đúng rồi, em nghĩ là như vậy là đủ rồi. Ai cũng đã từng hiểu như từng trải qua rồi, là quá đủ rồi. Ý kiến của anh con... giống như cái đó đó. Có hết rồi mà có con cái thì dạ. Cần bạn bè sao tuổi già thôi. Dạ đúng rồi, em đồng ý với ý kiến của anh cái đó đó. Em làm tại nhà không hả ta? Hay là... Dạ em bán online đó, em bán rồi em đi giao luôn. Ồ, không có giao à? Dạ em không có thuê. Tại vì... cũng mệt à? Dạ rất mệt luôn, phải nói là rất rất mệt luôn á. Nhưng mà vì em đang... xa vậy? Sao mình không cứ ship à? Tại vì em bán từ nào vậy em đi giao khách quen rồi. Giờ mình kiếm người đi giao, người ta nói nay sao không đi giao mà kêu người ta đi giao, người ta không chịu. Ủa mà em bán gì ta mà phải... quần áo, dạ. Tại mình cũng kỹ đúng không? Dạ đúng rồi, em kỹ lắm. Nữa có ảnh về anh chở đi giao. Em cảm ơn. Ủa rồi em ăn uống thì ở nhà tự nấu hả ta? Dạ em đi ở nhà mẹ nấu á. Cái em về cái có đồ ăn. Còn mẹ hôm nay nó cũng 80 hả? Dạ không, nó có 60 mấy à. 60 hả? Dạ. Ủa mẹ nấu đồ ăn cho ăn luôn sướng vậy? Dạ tại vì em cứ chạy ở ngoài không à. Em được khi nào mà em rảnh á thì em vô, nhưng mà rảnh vô biết ít lắm. Tại vì em chạy tối ngày luôn á. Ồ. Dầm mưa dãi nắng dữ lắm, thức đêm thức hôm nữa. Trời. Bởi vậy em mập không nổi là vậy đó. Không có gì đẹp rồi đâu cần mập. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ hai người nói về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Không muốn điều gì xảy ra nữa. Cái thứ nhất là em không thích lăng nhăng. Cái gì em có thể bỏ qua, suy nghĩ có thể bỏ qua. Nhưng mà cái tánh lăng nhăng là em chỉ dứt khoát ngay và liền. Nhậu thì ít thôi, càng ít càng tốt. Em chỉ vậy thôi. Anh thì cũng lâu gặp bạn là phải vài ly. Em rất là sợ, sợ nhậu nhiều, em rất là sợ luôn. Em nhìn người nhậu nhiều em sợ lắm. Chị Trinh thì chị hiền á. Thật ra chị sống cũng khép kín lâu rồi. Ở đây thì Phát á, đi thường xuyên giao tiếp nhiều hơn thì Phát có thể mạnh dạn hơn chút xíu. Anh nghĩ rằng là Phát nên chủ động nhiều hơn với người phụ nữ này, có thể giúp họ mở lòng mình ra, mở cửa trái tim mình ra lại. Nếu như mình lấy nhau, gọi là bạn này có thể về nhà ở nhà em được hay không, và có thể làm được cái công việc gì hay không. Nếu mà em được về nhà anh thì càng tốt. Nhà thì ba đứa em thì nó dễ lắm, không sao. Cũng đâu có làm dâu đâu sợ đúng không? Dạ, đúng rồi. Ví dụ như là Trinh với con Trinh về ở luôn được không? Thì đó cũng được, cho mình sắp xếp thôi. Con của Trinh thì cũng lớn rồi. Đúng rồi, thì đó không, em nghĩ chứ không lo phần đó. Không có lo phần đó. Đúng rồi. Mình phải nói rõ nhau hết những cái điều đó ha. Nếu mà mình tiến tới hôn nhân á thì khoảng bao lâu? Chắc khoảng 6 tháng. Có sớm không hay là? Dạ không sao, mình lớn tuổi rồi mà. Đâu có phải tuổi trẻ nữa đâu, để nhiều năm. Đúng. Rồi bây giờ Phát tiến đến cô gái đi. Nắm tay cô gái nào. Chứ mà nắm tay. Anh nghe chuyện em cũng buồn nhiều nên mong sau này nói chung bỏ được bỏ qua. Còn ở trường tới nếu mà tụi mình tiến sâu tiến xa hơn thì ok, anh sẽ không có tập lại mấy người trước để cho em suy nghĩ nhiều. Dạ em cảm ơn. Để Huyên hát một bài nào đó tặng cho Trinh đi. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em lại đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Bảy nhạc Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Để tay vào nút bấm đi Phát. Em rất mong là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội, bởi vì chúng ta đã
có quá nhiều cái tổn thương và quá nhiều cái mất mát rồi. Thôi thì bây giờ gặp nhau ở trên sân khấu này nó cũng là một cái duyên, một cái định mệnh. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nhé. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Chính thức hai bạn đang hò với nhau rồi đó, nắm tay nhau đi. Em cảm giác sao? Dạ em giờ hồi hộp quá. Đến đây ai cũng hồi hộp không? Trùm anh cũng rung ít hơn xíu. Thứ hai mình có cơ hội đứng xa, tiến xa hơn không? Thì mong sau này sẽ tốt hơn. Em mong anh nói được sẽ làm được. Anh nói được được. Nhớ nha anh. Em rất là tin tưởng chương trình, cho nên là em hôm nay em đến đây thì cơ hội của mình thì em sẽ cho một lần nữa. Nếu như không chắc thì em không biết sẽ như thế nào. Ok, anh hiểu trên đó thì em cứ an tâm. Chúc hai bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến hạnh phúc. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà. Chúc mừng anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc. Em đem quà xuống cho chị đi đường này. Đây, đường này luôn. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Anh chồng cũ em thì em quen cũng khá là nhanh, chắc là do bác sĩ yêu cầu cưới. Thì em mới có em bé, lúc đó thì ba em cũng mất nữa nên em không có đám cưới liền được. Cả hai vợ chồng đồng thuận là để cho em về Việt Nam dưỡng thai á. Rồi xong rồi khi nào mà gần sanh thì mới qua bên đó. Thì cái khoảng thời gian mà kiểu mà vợ chồng son mà còn phải sống xa nhau nữa thì dẫn đến cái tình trạng là chồng em có tình cảm với người khác. Em đã đổ vỡ một lần nên em muốn tìm một bạn mà biết chia sẻ cùng với em về cuộc sống. Em là cha đơn thân thì em muốn tìm một bạn không yêu cầu gì hết, chỉ cần là thương em, thương con và chia sẻ cuộc sống thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự xuất hiện của hai chàng trai. Xin mời. Trời ơi, mua đen dữ. Trời đất ơi. Rồi, chào em. Rồi, ngồi vô đi em. Rồi, quá dữ luôn ha. Mời hai cô gái xinh đẹp bên đàn gái xuất hiện nào. Hai chàng trai chúng ta hãy nhìn về phía trước nha. Wow, dễ thương quá chừng các bạn. Wow, xinh xắn quá chừng. Ngồi đúng vị trí màu ghế của mình nha. Bây giờ thì các chàng trai sẽ bắt đầu giới thiệu trước về mình nha. Xin mời chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Dạ, em xin chào chị MC rất là duyên dáng, chị Cát Tường. Em xin chào anh MC rất là bảnh trai, anh Minh Đạt. Chào em. Cùng hai cô gái xinh đẹp bên kia. Tất cả các chị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Phan Văn Tụy. Em nay cũng 33 tuổi, quê gốc em ở Vĩnh Long. Đang làm công việc gì với Vĩnh Long hay là lên thành phố rồi? Dạ, em lên thành phố 14-15 năm rồi chị. À, ba mẹ còn dưới quê? Ba mẹ em đi thân cách nay cũng đã mấy chục năm rồi ạ. Ồ, mẹ ở dưới Vĩnh Long hay ở trên này? Mẹ em ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ba em ở quê. À, bà Vĩnh Long. Rồi, công việc của em hiện tại là gì? Dạ, hiện tại thì em đang công tác tại công ty cổ phần Digistore, phụ trách quản lý một cái phòng kinh doanh đâu đó khoảng gần 30 nhân sự. Dạ. Làm công việc đó lâu chưa? Dạ, em làm cách nay cũng được gần 7 năm rồi chị. Chà, vậy là cũng có vị trí trong công ty, công việc cũng ổn định đúng không? Dạ, may mắn là được các ban đạo nhượng lại một ít cổ phần cho những cái nhân viên mà đã đóng góp lâu năm á. À, cũng may mắn trong sự một tí cổ phần của công ty. Rồi, dạ. Vậy là cũng ổn định rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là theo như là người khác nhận xét á, em là một người hiền lành, hoạt bát, nhanh nhẹn, siêng năng chăm chỉ. Còn cái điểm hạn chế của em là hơi cẩu thả một tí. Em rất là nhát gái. Nhát gái mà có thích gái không? Dạ thích, thích chị. Trong công ty có nhiều bạn gái không? Dạ có, công ty có nhiều bạn gái lắm chị. Nhưng mà kiểu mình ngại, mình nhát á, cho nên tới giờ vẫn chưa có tìm ai phù hợp. Trời ơi, chủ động chút xíu nha. Chứ dù khi mình rụt rè nhút nhát quá là cơ hội nó qua luôn á. Dạ cũng biết như vậy, nhưng mà mỗi lần gặp gái thì quýu chừng à. Dạ đúng rồi chị, quýu chừng. Mạnh mẽ lên sao ẹo 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 vậy? Giới tính rõ ràng không? Dạ rõ ràng chị. Chắc không? Dạ chắc, manly. Melly phải không? Dạ. Chàng trai ghế đỏ của tôi chuẩn men. Đó là chuẩn bạn ấy nói đấy nha. Rồi. Dạ. Rồi, tới cô gái của ghế màu đỏ. Em giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Đạt, chị Tường. Em chào mọi người. Chào với khán giả ha. Em chào hai bạn nam bên kia. Em tên đầy đủ là Huỳnh Thị Cẩm Giang. 31 tuổi ha. Quê em ở tỉnh Đồng Tháp. À, cũng miền Tây luôn đúng không?
Dạ em hiện đang làm việc công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức. Công việc chính của em là làm bên mảng sale của ô tô. Em lên đây bao lâu rồi? Từ năm 2012. 10 năm ha. Yeah. Trời ơi, xinh đẹp, nói chuyện lưu loát như vậy mà sao còn ế? Tôi thắc mắc quá, để từ từ hồi tôi khai thác. Điểm mạnh em biết em là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là tự lập nè, hơi mạnh mẽ chút xíu, cũng biết một xíu về nấu ăn. Tính em thì cũng rất là thẳng tính. Thẳng tính? Dạ. Có gì nói đó. Trước mặt người lạ thì em không có dám nói nhiều đâu, nhưng mà trước mặt người quen nói rất là nhiều. Và đó cũng là điểm yếu của em. Rồi, đó là những thông tin cơ bản của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Rồi, mời chàng trai ghế xanh nè. Thì em xin chào mọi người trong khán phòng này và chào chị Cát Tường, chào chị anh Hứa Minh Đạt. Thật sự cái duyên em đến đây thì cũng quá bất ngờ, trong thời gian ngắn mà em muốn tìm hiểu được một người chọn đời của mình là thời gian dài. Thì hiện tại là em tên là Nguyễn Quý Hiệp, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1988, hiện nay là em là 34 tuổi, hiện đang làm quản lý cho nhiều hệ thống nhà hàng và hiện tại đang làm tại quận 10. Em đã đổ vỡ một lần nên em muốn tìm một bạn mà biết chia sẻ cùng với em về cuộc sống. Em là cha đơn thân thì em muốn tìm một bạn không yêu cầu gì hết, chỉ cần là thương em, thương con là chia sẻ cuộc sống thôi. Điểm mạnh em á, em biết làm nhiều thứ lắm, biết nấu ăn, biết làm công việc chơi gia đình. Điểm yếu của em thì em rất sợ người em thương khóc, nên đôi lúc em hay nhẹ dạ và em sợ làm tổn thương họ. Nay em đến chương trình này thật sự quá bất ngờ và sao cảm bất ngờ ơn. Qua một lần trao đổi thì em cũng bất ngờ là tại sao hôm nay em có mặt đây luôn á. Không kịp sắp xếp và không kịp chuẩn bị những cái gì cho những đối phương của mình, những bạn bên đó. Em chỉ biết là mang đến những cái niềm vui và những cái chia sẻ. Nếu mà thực sự được á thì em sẽ tiến tới là cuộc hôn nhân và lâu dài luôn ạ. Nói chung đâu cần chuẩn bị gì đâu. Chỉ cần chuẩn bị cái sự chân thành, yeah, sự quyết tâm đến đây, rồi nghiêm túc tới đây là được rồi. Yeah. Còn cái nhân duyên mà nếu mà cho em biết trước thì đâu có được. Giống như phỏng vấn em, hỏi em là một chuyện, để đó rồi phải kiếm chứ. Rồi đùng cái bên ai thấy có người phù hợp thì mới kêu em, đúng không? Có những người nộp hồ sơ hoài cũng chưa được kêu, có nhiều người nộp cái là có liền. Đủ độ chân thành không? Dạ đủ chân thành. Đủ sự quyết tâm không? Dạ đủ quyết tâm. Như luôn vậy là được rồi. Ủa mà sao lý do gì nói bất ngờ? Bất ngờ là bất ngờ gì? Bất ngờ là không ngờ mà được kêu lên quay quay hình á, hiểu không? Nãy thấy bước đi lên đây có vẻ hơi cà nhắc dạ, vậy. Trước khi ngày em lên đây thì em còn công việc của em, thì ngày đó thì sáng nay thì em bị một số tai nạn bất ngờ thôi, nhưng mà em vẫn cố gắng đến chương trình này để gặp được mọi người. Một số tai nạn bất ngờ ghê vậy. Em bị va chạm ngoài đường thôi à. Va chạm em xe cộ thôi à. Vậy mà ổng la một số tai nạn bất ngờ, vậy là có một cái tai nạn thôi chứ đâu có dạ, số. Dạ đúng là một tai nạn. Nhưng ổng giới thiệu hiện tại em tên là, ủa vậy hồi trước giờ em tên khác hả? Hơi quý. Bất ngờ quá, thật là nhiều sự bất ngờ. Rồi quá. Hiện tại là em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận Bình Thạnh. Em sống với lại con em và ba mẹ em. Ba mẹ luôn, rồi dạ. Con làm mấy tuổi? Con em hiện tại 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1 à. À, con trai hay con gái? Dạ, con trai à. Ly hôn bao lâu rồi? Dạ ly hôn được 5 năm rồi ạ. À. Rồi, một chút xíu chị sẽ khai thác thêm về cái tình dạ. trường của em nha. Dạ. Dễ thương quá trời luôn. Đàn trai ghế màu xanh, đã giới thiệu về mình rồi đó, em có nghe không? Có. Giờ em tự giới thiệu về mình đi nè. Cô gái ngồi ghế màu xanh. Em xin chào anh Đạt, chào chị Tường, chào hai anh bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Phi Nga, em 31 tuổi. Công việc của em hiện tại là làm về marketing cho công ty rượu. Ưu điểm của em là chắc có lẽ là có thể làm được rất nhiều việc cùng một lúc. Ví dụ như là trong tuần này á, ở công ty em thì là em vừa phải quản lý team của em để mà chạy một cái campaign. Bên cạnh đó thì em còn phải kim luôn cả xem cái thợ qua công ty em để mà chụp hình sản phẩm của em. Như là nhiều việc lúc. Dạ đúng rồi. Còn về khuyết điểm của em thì em là một người rất là thẳng thắn. Trong cuộc sống lẫn như là trong cái công việc của mình. Khi mà em làm việc trong team á, việc thẳng thắn đó thì có thể là giúp cho team mình có thể ngày càng một đi lên hơn. Nhưng mà đặc biệt là khi mà cái tính thẳng thắn đó mà áp dụng vô khi mà làm việc với sếp á, thì có vẻ như nó không có được tốt cho lắm. Nếu như là một người sếp mà chịu lắng nghe nhân viên của mình thì có thể là sếp vẫn đồng ý và sếp sẽ lắng nghe và sau đó xem xét lại. Nhưng mà nếu đối với một số người mà họ không thích thì tất nhiên là họ sẽ cảm thấy tức giận về điều đấy. À, em thì hiện giờ là em ở thành phố thì ở đâu? Em hiện tại đang ở quận 10. Quận 10. Dạ vâng. Quê quán em đâu? Em sinh ra ở đây luôn. Gia đình em là có ai? Ba má em cũng có một người anh trai cũng đã lập gia đình rồi. Em cũng có đổ vỡ một lần và em cũng có một bé. Oh. Oh.
Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Bé thì được 7 tuổi rồi chị, vừa mới sinh nhật xong hồi tháng 4. Bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Đang học lớp 1. Thì mình cũng có một cặp đôi gãy đổ trong chương trình ngày hôm nay ha. Hy vọng là các bạn sẽ có thể là đồng cảm được với nhau. Không mấy bây giờ mình hỏi luôn tình trường bằng ghế xanh này đi. Nếu mà nói về tình trường thì chắc cũng chỉ vài mối tình thôi chị. Những cái mối tình mà để lại ấn tượng trong lòng em nhất á, đó là mối tình đầu, kéo dài là đâu đấy khoảng 5 năm. Wow, cũng dài chứ. Dạ, lúc đó còn nhỏ quá, chưa có thật sự gọi là trưởng thành cho lắm. Thì tụi em không có tiếp tục nữa. Và người thứ hai đó là chồng cũ của em. Thì em quen ảnh là lúc mà em đang đi du học ở nước ngoài. Ảnh là trai Tây. Dạ, khi mà tụi em kết hôn xong thì em thì cũng dạng khó có con á. Sau khi mà có con xong thì trong khoảng thời gian đầu là cũng dọa sảy. Thành ra là gia đình em cũng muốn được chăm sóc cho em một cách tốt hơn, cho nên cũng có kêu em là về Việt Nam đặng mà chăm sóc cho em. Tại vì chồng em tại thời điểm đó là thời gian dành cho công việc nó quá nhiều. Tại vì tụi em ra riêng hết, không có ở chung với ba má chồng. Lúc em ở nước nào? Em ở Úc. Cho nên là khi mà cả hai vợ chồng đồng thuận là để cho em về Việt Nam dưỡng thai á, rồi xong mà khi nào mà gần sanh thì mới qua bên đó. Thì cái khoảng thời gian mà kiểu mà vợ chồng son mà còn phải sống xa nhau nữa thì dẫn đến cái tình trạng là chồng em có tình cảm với người khác. Tụi em bắt đầu ly thân từ thời gian đó. Và sau đó thì chồng lúc em... đó em sanh chưa? Em gần sanh. Gần sanh là đã ly thân rồi. Dạ. Rồi lúc em sanh thì chồng em có về không? Có về nhìn mặt con được khoảng 5 ngày xong rồi về lại bên đó. Dạ. Thế con hiện giờ là có quốc tịch Úc không? Dạ có chị. Nhưng mà bé vẫn không biết mặt cha lại. Bé vẫn không biết mặt cha lại. Ông xã em thì đơn phương ly hôn, cho nên là cái thủ tục đó nó mất khoảng tầm hơn 4 năm mới xong. Và bây giờ nói chung là xong xuôi hết. Ủa sao đơn thân ly hôn là sao? Là em không đồng thuận hả? Dạ đúng rồi. Nhưng đúng mà rồi. Ông vẫn làm giấy tờ cho con cái nhập quốc tịch đồ đàng dạ, hoàng. Dạ đúng rồi. Dạ. Ông có ý định muốn đem con đi không? Thật ra là không chị. Nói 7 đâu? Năm qua là nó không gặp ba luôn, ba nó không thăm lần nào nữa hết hả? Dạ không ạ. Dạ. Thật ra là ly thân thì tụi em ly thân cũng gần hơn 8 năm. Nhưng mà nếu mà tính trên giấy tờ mà ly dị á thì tụi em mới ly dị hồi cuối năm 2018 thôi. Cũng chia sẻ với em mà giờ thì cũng quen rồi, mọi chuyện nó qua lâu rồi ha. Dạ mọi chuyện qua lâu rồi chị. Nó cũng muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì không có một cái mẫu mực nào nó cố định, chỉ là một người nào đó thật sự biết thương em, thương con của em và biết lo cho gia đình, vậy là đủ rồi chị. Sao giống cái anh bên đây quá ha, cũng tiếp một người thương con. Thì em muốn tìm một bạn không yêu cầu gì hết, chỉ cần là thương em, thương con là chia sẻ cuộc sống thôi. Chị là ở giữa là chị chỉ thấy vậy nè, mình thương con họ, họ sẽ thương con mình. Dạ, tất cả rồi. Con nít đều là những trang giấy trắng vô tội hết đúng không? Cho nên là nếu có điều kiện thì nên cho con sống trong tình yêu thương của đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Dạ vâng. Mình đã gãy đổ vậy là mình đồng cảm với nhau rồi. Con nào cũng là con hết, mình yêu thương nhau thì mình sẽ cùng lo cho những đứa con thì rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ chàng bây trai giờ bên đây. Bây giờ dồn qua liền bên màu xanh liền rồi, chứ. Rồi bên đây thì đây màu xanh đây. Trời ơi. Rồi bây giờ tình trường em sao nè? Em lập gia đình thì em ở rể thì em phải lo hết cho gia đình bên vợ. Một thời gian em bị vấp ngã trong công việc á, em thay đổi công việc thì cái mức lương em không thể nào mà chu cấp hết cho gia đình. Thì họ sẽ thay đổi về cái cách sống và cuộc sống của em, không có chấp nhận em là làm cái đồng lương thấp. Và dần dần em cảm thấy là người vợ của mình họ không còn yêu thương con cái, không còn chu đáo trong gia đình, không lo được cho vợ chồng và chia sẻ vợ chồng. Em phải chọn một con đường là em ra đi. Chị em ra đi thì cái thời gian đó là em bất mãn và em tự mất hết rồi, vừa công việc vừa con cái gia đình mình. Lúc em đi là em để con lại. Lúc đó con em chỉ mới được có một tuổi mấy thì em không thể nào mà giành quyền nuôi. Trong thời gian đó em không được thăm nuôi, cũng không được đến gặp con, chỉ gọi điện thoại, mà gọi điện thoại thì cũng không gặp được nhiều. Em gắng cố giữ vững được tinh thần mình để mình mang con mình về với mình. Thì đến hiện tại bây giờ là con em sống với em đã gần 6 tuổi rồi. Con em về sống với em lúc đó mấy tuổi? Dạ lúc đó là bên gia đình vợ em á, thì lúc đó bé đó mới một tuổi mấy thôi. Khi mà ra tòa làm xong giấy tờ thì cũng năm 2018. Cũng giống bên đây quá ha, 2018 luôn ha. Thời gian sau thì chừng 2-3 tháng thôi là họ giao con họ lại cho em liền. Thì lúc đó em rất là mừng luôn. Khi đó thì người vợ em đã có một mối tình khác nữa rồi. Rồi dần dần con em lớn rồi em cũng đi chơi, đi giao tiếp nhiều bạn bè. Nhưng thật sự em tìm một người mà để hiểu em và chia sẻ cùng em và thương con em á thì tìm hoài và không thấy. Nói chung là gà trống nuôi con thì giai đoạn nó rất là khó khăn đúng không?
Bây giờ thì cuộc sống ổn định hơn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng nhờ ông bà nội lo phụ cho cháu chứ gì. Dạ. Ông bà nội rồi. Có phụ đúng không? Đưa rước đi học là ông bà nội chăm sóc phụ. Mình lo nổi. Dạ, đưa đi học thì em đưa đón, thì em sắp xếp công việc em đưa đón, nhưng mẹ em ở nhà sẽ giữ con. Ừ. Bây giờ thôi, muốn tìm một người sắp tới là như thế nào nè? Có cái tiêu chuẩn gì không nè? Em cũng mong đến chương trình này á, em tìm được một bạn biết chia sẻ và thương yêu gia đình, không cần phải là bạn đó là ngoại hình đẹp, nhan sắc đẹp hay là giỏi giang cho công việc gì hết. Em sẵn sàng, em sẽ lo gia đình và em sẽ làm mọi thứ để em được gia đình tốt. Tuy họ sẽ có một người con của họ, em cũng có một người con, thì hai người sẽ gộp lại và thành một gia đình. Nghĩa là không ngại con anh con em phải không? Dạ không ngại. Giờ có muốn có thêm con chúng ta không? Dạ. Nếu mà sau này mà em làm công việc em thành công thì chắc chắn là sẽ có. Trước mắt là ai cũng có vốn rồi, yên tâm vậy đi, sống yêu thương nhau là được. Còn cái chuyện có nữa hay không là duyên trời cho. Tôi thấy cặp này hợp á, tôi chịu rồi đó, gả đó. Như tôi thấy cái gì đó. Đỏ đi, cặp đỏ đi, ưu tiên bạn nữ trước. Ưu tiên bạn nữ trước hả? Rồi. Thế em đi, chuyện tình yêu như thế nào? Em cũng có một con trai, năm nay 6 tuổi rồi. Lại đổ vỡ nữa hả? Hay là có qua nữa coi. Rồi. Con mấy tuổi rồi bé? Dạ, hiện tại con em 6 tuổi à. Trời ơi, hôm nay ai cũng 6 tuổi vậy vậy? 6 tuổi. Trai hay gái? Trai hay gái? À, bé trai à. Thì em cũng tan vỡ 5 năm rồi. Ừ. Trước đây thì em cũng có quen mối tình đầu cũng 5 năm. Ừ. Nhưng sau đó thì không có tới được với nhau. Chắc là lúc đó là tụi em còn trẻ trâu quá. Anh chồng cũ em thì em quen cũng khá là nhanh. Chắc là do bác sĩ yêu cầu cưới. Thì em mới có em bé. Lúc đó thì ba em cũng mất nữa, nên em không có đám cưới liền được. Thì em quyết định sinh em bé ra. Nhưng mà quen nhanh quá thì hai đứa không có kịp tìm hiểu. Thật ra lúc đó em cũng 24 tuổi rồi. Nhưng mà anh kia thì cũng con một hai đứa, tìm hiểu không có kỹ rồi cũng trẻ người quá. Thì về sống một năm em sinh em bé thì con em 1 tuổi thì hai đứa tan. Lúc mà yêu nhau thì ví dụ là một số tính đào hoa của anh ảnh hay là tính trẻ con của ảnh em có thể tha thứ, nhưng mà sau đó em không chịu nổi nữa. Là em là người quyết định ly hôn? Dạ, đúng. Bên đó không có dành nuôi con hả? Không có dành cho nội đứa con à? Thì có, nhưng mà một năm đầu là em đã đưa bé về quê của ngoại là mẹ của em. Sau đó thì gia đình nhà nội có thỏa thuận lại, tại vì bé cũng là đức tôn. Thì em cũng đồng ý cho bé lên đây để có cái điều kiện học tập cũng tốt hơn. Em cũng gần, tại vì thật ra em làm việc ở đây nhiều hơn. Vậy là cuối cùng thì là con đang ở sống với ba nó, bé bên nội. Rồi. Chính xác là sống với ông bà nội. Sống với ông bà nội. Rồi cũng thường xuyên thăm nom con cái đúng không? Chắc chắn. Em muốn tìm một người chồng tương lai là người như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì chắc chắn là cũng phải hiểu hoàn cảnh của em, phải đồng cảm, quan tâm em chút xíu. Cái gu em trước giờ nó không có hợp lý hay sao em chọn con? Chúng mấy cái người đào hoa không ạ? Hình như mối tình đầu của em chia tay lấn cấn vào đào hoa rồi tới em chồng luôn. Rồi mối tình gần đây cũng đào hoa. Chắc mấy ông đó đẹp trai lắm hả? Em nghĩ cũng được thôi. À, vậy đâu là phải là đẹp trai mới đào hoa đâu. Cái người mà cái nết, cái máu đào hoa là đào hoa chứ. Người có cái căn, có cái duyên, hiểu không? Là phải vậy hả? Trời, sao em muốn vậy mà không được vậy? Hai phụ nữ yêu bằng tay em thấy dẻo miệng á ha. Vậy là giờ em cần một người đàn ông là trước tiên là phải chung thủy. Đúng chưa? Có tiêu chuẩn gì về ngoại hình không? Em thấy nó vừa mắt, với lại cũng em cũng vừa mắt ưa nhìn là được rồi chị. Sao chồng là có mối tình khác hả? Em cũng có nhiều anh cũng theo đuổi, nhưng mà chọn lựa tới lui thì ngay một mối tình tiếp theo nữa là đã chia tay cách đây 3 năm, quen nhau được 2 năm mà. 2 năm sao chia tay? Đào hoa nữa. Cái mối tình đó em còn yêu xa nữa. Anh đó ở Hà Nội. Em thì ở trong này, hai đứa quen nhau là qua một lần đi làm chung đụng mặt, giống như là cái chương trình gì đó. Mối tình giống như là xét đánh vậy nè. Ban đầu là cũng chỉ mới là bạn thôi. Sau đó tầm 3 tháng thì anh đó ngỏ lời là muốn mối quan hệ tìm hiểu xa, tìm hiểu lâu dài. Ban đầu là anh nói với em là ảnh cũng có một đời vợ rồi, thấy em đời chồng ảnh thích em tin. Nhưng mà sau đó ảnh đi ra Hà Nội, ảnh vắng một thời gian tầm 1 năm thì ảnh lại có vợ luôn. Anh giấu nếu mà em không phát hiện được thì anh vẫn còn liên lạc với em hay sao? Dạ, vẫn còn liên lạc, vẫn đi ra vô thường xuyên, vẫn giấu em kết hôn rồi đó luôn. Và cái người phụ nữ mà kết hôn với ảnh cũng bác sĩ hữu cầu. Rốt cuộc vào
ảnh quen với em trước hay là quen với người vợ đó trước? Dạ chắc chắn là quen em trước. Tại vì sau này luôn em mới phát hiện ra là hai đứa đỏ tin nhắn em và vợ cũ có liên hệ. Vợ của bạn trai á là có liên lạc với có nhau. Có liên lạc và đỏ tin nhắn thì em là người quen trước. Coi như là em là thành trà xanh đó. Dạ đúng rồi. Từ chính thức mà qua thành trà xanh luôn đó. Liên lạc với nhau thường xuyên mà em không biết tại sao mà vẫn còn kẽ hở là anh kết hôn trước mặt mình không biết. Hai đứa vẫn yêu nhau tại Sài Gòn. Tới lúc chị vợ sinh em bé vừa sinh luôn thì chị đó mới tự tìm số của em liên hệ lại với em mới biết. Khéo quá chứ. Khéo. Trời ơi trời, trong Nam một cô, ngoài Bắc một cô, không biết ngoài Trung nhiều khi có đó. Bởi tôi nói bản chất của đàn ông á, ai cũng ngoại tình mà tôi bị chửi, bị ném đá quá trời quá đất. Có cơ hội cũng chỉ ngoại đang tình đi quan đúng không? Quan trọng là người chồng đó họ sống với người vợ mình như thế nào, ngoài xã hội nhiều cạm bẫy lắm. Quan trọng người đàn ông đó họ cứng được cái tấm lòng họ. Đàn ông cứng lắm. Đàn trai này nè, sao nè? Giờ là bên đây là mỗi người là một đời chồng. Em có đời chồng nào chưa? Em có đời chồng nào chưa? Bảy nè đấy. À, quên lộn. Dạ, lên trong nước. Năm 20 tuổi thì tôi là sinh viên, thì cũng có quen một cô bạn gái cùng anh. Cô ấy là cũng khá xinh đẹp, thông minh. Giỏi giang, quen nhau từ năm nhất đến năm thứ ba. Đó là mình cũng là sinh viên mà nhận cũng nghèo á, chưa có sự nghiệp, công việc gì ổn định á. Cô ấy lại thì quá xinh đẹp đi, với lại quá giỏi đi. Ví dụ bông hồng thì để mình chăm sóc thì em thấy cũng ngại ngại, không đủ tự tin á. Em âm thầm chia tay cô ấy, em mà chủ động một lúc trước. Rút trước là rút bằng cách nào mà không nói cho người ta không biết? Không nhắn tin nè, cô ấy gọi điện cũng không trả lời nè. Có đến tìm mà cũng tìm nhà mình né tránh đó chị. Tại sao em tự ti vậy ta? Phải bây giờ em như bây giờ mà em quay thời gian lúc đó thì chắc chắn là em sẽ... Vậy thì cuộc đời đâu còn có chuyện để nói nữa. Dạ thì bảo vậy. Chấm dứt là do em tự rút lui vì em thấy mình chưa xứng, mình chưa lo nổi cho cổ. Mối tình thứ hai cũng là một cô hot girl, nhưng mà lúc năm em 24 tuổi. Lúc đó là ổn chưa? Dạ lúc đó cũng tạm tạm. Rủng rỉnh rồi đúng không? Chứ không phải nào là... Thì hai đứa cũng quen trên mạng á chị. Cũng đi ăn nè, cũng đi xem phim. Thì lúc đầu thì còn hơi mặn nồng. Mà lúc xa làm như hết câu hết từ sao? Cứ nhắn tin nó nhạt đi. Kiểu như nhắn tin là em có khỏe không, em làm gì, ăn gì chưa, đang làm gì đó, gì hoài không hoài đúng không? Lúc đầu thì quét còn trả lời, mà lúc sau thì quét bớt nhắn tin em đi. Cách 2-3 ngày đi gặp nhau một lần. Cái đó từ cái 1 tuần gặp một lần, 2 tuần này gặp một lần. Thưa dần cũng được đâu 7-8 tháng rồi đó. Kể đi rồi chị nói cho em biết lý do tại sao. Kể đi. Dạ. Rồi tiếp. Mối tình thứ ba là trước dịch thì cũng quen cô, cũng là một cô hot girl luôn. Trời hot girl liên hệ 3 hot girl luôn. Thì lúc mới quen thì cô ấy rất là cũng là hiền lành, cũng là dễ thương, cũng phóng khoáng. Đúng không người em tìm luôn. Khi mình thân á, thân nhau khoảng 6-7-8 tháng rồi á, không biết tôi sao là quen đổi tính hay sao á. Lúc trước thì đi ăn thì rất là dễ đi. Nhà hàng nào thì cô ấy cũng ok hết. Đồng ý hết. À, quán cà phê nào cô ấy cũng ok hết. Nhưng mà sau lúc sau thì em đi tới cái nhà hàng mà thứ bảy á chị, là cô ấy mới chịu ăn. Cái nhà hàng nào vô mà cô ấy quét vô một xíu là cũng không chịu đi ra. Áo em mặc mà nó nhăn một xíu thôi là cằn nhằn em suốt luôn á, là từ lúc ngồi trên xe mà cằn nhằn em tới lúc em về luôn á. Em cũng gán kìm đi, một lần được, hai lần được, thì ba lần em cũng chịu được đi. Mà tới lần thứ năm thứ sáu thì chịu hết nổi á anh. Kỹ lưỡng quá đúng không? Quá kỹ lưỡng. Thì đó là cái tình trường của em. Là ba mối đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Hay già cũng chưng chuyên quá ha. Giờ thì... trai tân phải không? Dạ đúng rồi chị. Còn ghim phải không? Dạ. Thì dạ. Bởi vậy gái nó mới đi hết đó. Bởi vậy gái nó mới đi hết đó. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Nếp đồ quần áo thẳng thớm như vậy mà vẫn còn bị chửi. Bạn mà gặp em là nói là nhìn em là nói thôi, mày là thằng sát gái. Bây giờ hỏi thiệt nè, hồi đó giờ quen người yêu bạo nhất là mình làm cái gì người yêu rồi? Dạ có hôn má cái con hôn má cái. Trời đất ơi, bởi vậy là phải rồi. Bởi vậy tôi hỏi là bao nhiêu đời chồng rồi hả? Phải mạnh dạn, đàn ông mình phải mạnh. Hôn má là hết cỡ là mà mấy năm trời là mạnh mẽ quá, quay tán vào tay chắc. Trời ơi, thì mình chấp nhận gì mày tán đi em ơi. Bởi vì người ta mới đổi tính đổi nết vậy đó. Tại vì em nhát quá. Thật ra người phụ nữ người ta không thích người đàn ông bên cạnh mình nhát đâu. Mặc dù phụ nữ thì ai người ta cũng có cái sự là rụt rè, muốn đàn ông là chủ động. Tuy nhiên mình đi cạnh cái người đàn ông mà mình thích á, có thể đầu tiên người ta thích em, nhưng mà người ta đi chung với em hoài, người ta không có cảm xúc gì mới lạ hết trơn á. Có những chàng trai mà làm cho chị bị ức chế, ví dụ chị thích cái anh đó đi phải không? Chị lấy ví dụ đi xe mà chị thích rồi, cái chị nằm bộ chị để cái tay vậy nè, để hờ hững cái nè. Một lần cũng không biết nắm, hai lần không biết nắm, ba lần chị ve. Rụt luôn. Là chị ve. Em hiểu ý chị nói không? Cho nên lần này em sẽ quyết tâm rút kinh nghiệm. Em chấp nhận bị bập tay cho chị. Thử như vậy mới biết là người ta có thích mình hay không. Mình phải nắm rồi, để nếu mà người ta để là coi như được rồi, còn nếu ta không được thì người ta giật ra. Bất quá xui thì một cái bập tay để biết rõ được là như thế nào.
phụ nữ không bao giờ chủ động được. Và bây giờ quen với anh bồ 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Trời ơi, có hung má không, có gì. Mà tối nào về không có chuyện gì để nhớ, không chuyện gì kể. Rồi nhắn tin không có chuyện gì để nhắn luôn. Trời ơi, hôm nay ảnh có hôn môi mình xong về sẽ vương vấn nụ hôn thế nào. Đúng rồi, dạ. Kiểu là trai ngay ngô rồi, trai riêng rồi. Trinh trắng, mặc quý ngô đồ trắng là tôi hiểu rồi. Hai người phụ nữ của chương trình đều là những người gãy đổ, em có ngại không? Dạ, ngại thì em không ngại rồi. Chị nghĩ chắc em phải quen mấy cô đó để mấy cô huấn luyện em thêm chút chỉ xíu. Chỉ thêm. Nhưng mà hồi đó giờ em có chăm em bé chưa? Có thương con nít, có thích con nít không? Dạ, thích chứ chăm thì chưa chăm. Em là con mấy trong nhà? Dạ, em là con út, nhà em là có ba anh em. Dạ. Anh Hai thì đang làm ở Đồng Nai, còn anh Tư là đang làm ở Bình Dương. Rồi, giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cũng hiền lành, dễ thương, tính tình phóng khoáng một tí, hiểu chuyện. Nếu được thì nào kết hôn? 2 năm đi, 2 năm đi. Vì sao tới 2 năm lận? Tìm hiểu kỹ hơn hay sao? Hay để 2 năm nữa đúng ta chán? Thì mình xem coi có... sau 7 tháng nó có như thế cũ không? Như thế cũ không? Sau 7 tháng có như thế cũ không? Như thế anh cũ không? Em có làm được gì không? Lần này cố lên nha. Dạ dạ chắc chắn là chị. Cố lên, ok dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với người thân nha. Chào hai em gái. Em xin chào chị Tường và em chào anh Đạt à. Dạ em tên Hương Giang à. Em là em gái của chị Cẩm Giang. Chị Cẩm Giang là người gái đỏ phải không? Giang hết. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, hôm nay em theo dõi chương trình nãy giờ thì em thấy như thế nào? Dạ, em thấy là chị Giang của em á, thì tính tình hoạt bát á, nói chuyện cũng nhiều á. Cũng cần anh nào mà điềm tĩnh lại để kìm cái đó lại. Hung dữ hay nói nhiều? Dạ, cái chị đó, em hay thẳng tính và cũng nói nhiều lắm. Gặp người đối tượng là nói nhiều mà cũng hoạt bát lắm. Thì em thấy hai anh này anh nào hợp với chị em hơn? Ghế xanh luôn. À, có vẻ đầm tĩnh hơn hả? Anh này chưa có tình trường phải không? Sợ chịu không nổi ha. Dạ anh này nhát quá. Nhát quá hả? Cảm ơn em gái. Còn em là sao? Dạ em là đồng nghiệp của Giang. À, và em cũng Giang là luôn. Người mà động viên Giang đi tham gia chương trình này. Rồi. Em làm việc với Giang cũng được 2 năm rồi. Tính Giang rất là thẳng. Tụi em cũng hay cãi lộn rất là nhiều. Nhưng mà sống rất là tình cảm. Cái mong muốn của Giang là tìm được một người đàn ông đồng cảm với bạn, chịu lắng nghe và chịu chia sẻ. Và em cũng mong rằng là sau khi mà mở màn ra thì Giang sẽ biết được là mình phù hợp với lại anh nào. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim đi để xem là không chần chờ gì nữa chị ơi. Cảm xúc đầu tiên của họ gặp nhau như thế nào. Mở cửa trái tim. Nhưng ánh mắt nhìn anh ra hả? Quá xinh đẹp chị ơi. Quá xinh đẹp chị ơi hả? Nói gì nói đi cưng. Thì bạn gái là rất là xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên là em ấn tượng cho bạn ghế đỏ. Bạn ghế đỏ. Thì tặng hoa, tặng quà đi. Muốn thì tặng đi. Thôi thì nhìn người ta, tặng người ta nhìn tôi gì? À, sau thì lần đầu tiên thì đến với chương trình thì anh cũng có một món quà để tặng cho em ha. Đây là sản phẩm anh đang kinh doanh. Đây là kem rửa mặt 3-in-1 ha. Tặng cho em nhé. Em cảm ơn. Mời quần quà cho bạn luôn. Nhớ chưa? Rồi. Chắc chị hỏi cô gái đẹp bên ghế đỏ đi ha. Ghế đỏ đi nè. Ừ. Thường thì rảnh rỗi thì em hay đi đâu hay làm gì? Hiện tại công việc em chỉ rảnh rỗi cuối tuần thì em thường cũng là đi cà phê với bạn bè, rồi khi rảnh hơn xíu nữa thì em cũng có thể đi du lịch nhưng mà chỉ với đám bạn thân thôi. Nếu như là mình có cơ hội để hẹn hò lần đầu tiên á thì em muốn mình sẽ đi đâu? Anh thích coi phim không? Anh cũng thích coi phim. Nếu mình hợp nhau mà bấm nút được á thì em nghĩ coi phim là cái không gian gần xíu nữa. Coi phim là cái tay ta để vậy nè, là gần nhau nắm tay, nhớ chưa? Chị cứ nhắc hoài em nhớ rồi. Coi phim 36 sắc thái đồ đó. Chàng trai ghế xanh. Em thì quá bất ngờ chương trình này mang đến. Mang đến hai người là quá sức tưởng tượng của em luôn, mà nhan sắc mà quá xinh đẹp như vậy mà đổ dở, sự quá tiếc. Nên em cũng không biết trao quà cho người bạn nào hết, nhưng mà em sẽ trao quà cho bạn ghế xanh. Thật sự em nhìn bạn rất cá tính và em nghĩ là sẽ hợp với tính của em. Rồi em xin phép cả nhà. Xin phép cả nhà. Mạnh dạn bước chân rồi. Anh cũng không biết nói lựa lời mà nói, thì anh chỉ mong là sau cái chương trình này thì sẽ có một ngày em cho anh một cuộc hẹn đến một nơi của anh làm việc, biết công việc của anh, hy vọng em cho anh cơ hội. Dạ. Cảm ơn. Hay quá. Bây giờ hai cô gái của mình nè. Dạ, cảm ơn em nhiều nhé. Anh xin cảm ơn. Tặng gì vậy?
khui ra đi. Khui ra đi chứ, không cho người ta coi. Mình sửa hả? Em không biết có phải không nha. Chắc nó đó. Không phải mình sửa. Chắc tại đẹp quá em nhìn em bị qua mắt luôn chị. À, người ta bình nước, ông là bình sữa. Không phải lấy bình gì? Em xin phép, anh xin phép. Dạ, cái này thật sự là một bình nước, thật sự bạn này tặng một bình nước cũng có ý nghĩa. Cái anh chàng này anh đã hiểu này thành bình sữa. Thì tại nghe ta, nghe tao có con muốn đó. Tìm cha nuôi cho cho bé hay sao á. Nên em nghĩ là anh nên giống 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 bạn này. Và em cũng mong chương trình này hai bạn có hẹn hò được á thì đến nơi em làm việc á, ăn uống cùng với lại bạn này cùng với em. Rồi. Chắc chắn rồi. Iron Man nha. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng đến anh. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Wow. Nước hoa. Nói luôn ha, để khỏi để anh đoán ha, sợ anh đoán bậy. Đây là tấm lòng của em, mong anh nhận cho. Dạ, anh cảm ơn em nhiều. Cái phần tặng quà là xong rồi đó, bây giờ trò chuyện tiếp đi nè. Em gái ghế đỏ nó trước đi cưng, muốn hỏi gì hai chàng trai mình hỏi đi em. Thời gian ngắn quá thì em chỉ nhìn thấy là bạn nào ăn nói cũng có vẻ lưu loát. Anh áo trắng, anh ghế đỏ nè. Anh có thật sự là hiền, nhát gái giống như là anh đã chia sẻ không? Bên ngoài người ta nhìn vào á thì nói anh là sát gái, nhưng mà thật ra bên trong là rất là nhát thiệt. Nhát thiệt đúng không anh? Dạ. Không, thiệt, tôi làm chứng. Anh có ngại quen một người bạn gái có đứa con không? Dạ, một tặng một. Anh đã chia sẻ rồi, cái đó là không quan trọng. Miễn sao là cái người đó nó phù hợp với mình. Mình có thể là chia sẻ với nhau những cái công việc, những cái cuộc sống hàng ngày, để mình có thể đi đến những cái bến bờ xa hơn. Gia đình thì có thêm người thêm vui đúng không chị? Gia đình anh thì có khó mà. Nhưng quan trọng là anh là người định. Cái quỹ thời gian của anh, nếu mà mình tìm hiểu thì anh dành thời gian cho em sao? Anh là cũng chủ động được sắp xếp được thời gian. 7 ngày mà anh có thể dành cho em, 3 ngày cũng được, 4 ngày cũng được. Rồi không ai đi làm kiếm tiền hả trời? Dạ em chủ động được thời gian chị. Em nghĩ sao gì là quan hệ trước hôn nhân nè? Thế đó là phải đến từ hai phía. Nói với cổ. Nếu mà hai phía chấp nhận thì mình có thể là tình dục trước, chuyện hôn nhân là chuyện bình thường. Còn đây mà nếu đối phương mà họ chưa sẵn sàng thì mình có thể là chờ. Nhưng mà chờ phải chủ động. Dạ Chủ động mới biết là người ta có sẵn sàng hay chưa. Dạ em đã rút kinh nghiệm mà chị. Đúng chưa, một là ăn bột tai. Dạ. Hai là tiếp tục chờ. Mình là men là mình tôn trọng bạn gái. Bạn gái không đồng ý thì mình không làm. Dạ, đó là mình rồi. Tôn trọng và yêu thương bạn gái. Còn mình không chủ động, bạn gái nói mình bị đề. Còn mình không chủ động, bạn gái nói mình bị đề. Nhớ chưa? Dạ nhớ chị. Rồi. Em có cùng một câu hỏi với chị Tường, nhưng mà muốn hỏi anh cái xanh Anh thì anh nghĩ một cái vấn đề đó không phải là quan trọng hay không quan trọng. Quan trọng là một khi hai người đi tìm hiểu nhau được hết về tất cả, thì một khi đến với nhau đó là một cái trong cuộc sống. Nhưng mà đôi khi không phải vì quan hệ trước hôn nhân là hoàn toàn là tốt. Đôi khi mình đến với nhau sớm quá, rã cũng nhanh. Mình sẽ tìm hiểu đến khi nào mà cả hai đúng là của nhau, mình sẵn sàng mình sẽ tiến bước đến. Còn quan hệ những cái kia nó đơn giản là đến tình một đêm, mình là phải đến cuối đời. Bạn này làm quận 10 đúng không ạ? Nhà em ở quận 10 nhưng mà em làm về lĩnh vực marketing anh. Công ty của em đang ở quận Tân Bình. Tại nhà em quận 10 là gần chỗ làm anh rồi, thì cái thời gian đó qua chắc là gần hơn nữa. Tuần là em có thể dành được bao nhiêu ngày để mà có những cuộc hẹn? Khi mà đối phương muốn em tìm đến á, em sẵn sàng sắp xếp công việc tìm đến nè. Thì một tuần lễ thì em sẽ sắp xếp bao nhiêu ngày được? Em yêu một người em không muốn yêu xa và em muốn lúc nào cũng gặp hết. Cú anh này là gặp mặt thường xuyên, chăm sóc bất cứ lúc nào rảnh, bất cứ lúc nào cần. Chứ không phải là tuần 24/6 hay 3/5/7 gì hết. Mà tôi thích những người như vậy. Có những cặp vợ chồng ngộ lắm, quan hệ cũng vậy, sắp lịch 3/5/7 chủ nhật, rồi lũi 3/5/7 chủ nhật đang gây lộn làm sao? Có. Cái này phải hứng chứ. Rồi tự nhiên 24/6 đang hứng để dành em mời, thì em mời mới tới ngày. Vô duyên. Cái đó phải hứng chứ. Sao anh nói vậy? Anh nói vậy em hiểu gì không? Dạ hiểu anh. Hiểu. Trao đổi rất là nhanh, nó là ngắn nhưng mà cũng đủ các bạn là hiểu được nhau phần nào. Nhưng mà chị Tường vẫn muốn thêm một chút xíu nữa. Tại vì các bạn đến đây á, là mỗi người đều có hai cái cơ hội như nhau. Mình phải đo cảm xúc của nhau. Bây giờ hai chàng trai vẫn là chủ động. Chị muốn là hai bạn trai bước qua bên kia, lần lượt xin phép nắm tay hai bạn nữ và nói những cái gì mà mình thể hiện. Dạ đúng rồi. Bây giờ em hơi run mà tay em không phải. Đâu thì mình tới bây giờ tới lúc mình thể hiện rồi đó. Trời ơi, gà trống nuôi con mà còn xin phép nữa. À. Xin phép hoài. Có thể là qua chương trình này em có thể nắm tay đi à. Phải nắm tay đi à. Rồi. Anh xin phép em một cuộc hẹn, ta anh hơi lạnh hơi đông nha. Anh xin phép em một cuộc hẹn à. Hiện tại thì em chưa có thể trả lời ngay, đáp án sẽ có vào cuối chương trình anh nha. Ok, cảm ơn em. Anh hy vọng là một cái tin tốt. Dạ. Cảm ơn.
Ủa vậy thôi. Ủa, một nắm một người thôi đúng không? Chỉ dạ cần... thì em lựa chọn của em chỉ một người thôi, em phải dành cho người. Rồi người ta quyết đoán rồi đó. Em phải dành cơ hội này cho một người khác à. Sẽ lựa chỉ một người thôi. Nếu em còn ngại có thể cầm nắm tay của em được không? Anh muốn lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu có đã mình đổi rồi mình sẽ xem phim ở một cái rạp nào đó. Em đã chọn được rạp cho mình chưa? Em đã chọn được rạp cho mình chưa? Quận nào cũng có rạp. Quận nào cũng rạp. Không, chỗ nào tiện cho em nhất anh sẽ đến đó. Em thì đang ở Thủ Đức. Thủ Đức không quan trọng. Anh... quan trọng là Thủ Đức là có gì? Gigamon đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Quận nào cũng có. Rồi chưa? Rồi chắc là mình sẽ gặp nhau đó đi. Nếu thôi. Rồi chưa? Thì mình phải cho nhau một cái cơ hội để mình có thể là tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định thôi. Bốn bạn ơi, bốn bạn hãy đặt tay vào. Sao? Em vẫn còn một câu hỏi cuối muốn hỏi rồi. Anh ghét xanh. Rồi, mời em. Anh dự định bao lâu thì anh sẽ kết hôn sau quá trình tìm hiểu? Anh sẽ cho người mà anh thương toàn quyền quyết định. Một khi chín mùi rồi, không phải một quyết định của anh là quyết định được, mà một khi được bước vào một cái nơi ký kết á, hai bên đều phải quyết định chung. Đôi khi anh muốn cuối năm nay kết hôn thì em lại nói là em phải cho em thời gian. Ý của em là cái chuyện đó là chủ động do người phụ nữ quyết định. Tại vì nhưng mà người đàn ông phải cầu hôn chứ. Tuy em đã từng đổ vỡ nhưng em chưa bao giờ đám cưới được một lần nào hết. Nên một khi mà em tính hôn nhân, em muốn một cái đám cưới em là phải toàn vẹn. Nên em muốn cầu hôn hoặc là có một cái lễ á, thì phải là hai bên đều phải đồng thuận với nhau hết à. Phụ nữ tuổi thanh xuân không có nhiều, bản thân Cát Tường cũng vậy nữa. Thật ra nói vui với mọi người thôi là ế, thật ra Tường không ế. Rất là nhiều người thích, rất là nhiều người đeo đuổi, nhưng quan trọng ai là người cầu hôn, cái đó mới là khó. Thì phụ nữ cũng vậy thôi, mà đặc biệt là những người phụ nữ đã gãy đổ. Em ơi, chúng ta tiến tới hôn nhân nha. Cái người đàn ông nói cái câu đó mới là cái người đàn ông mà chúng tôi tìm, đúng không tụi em? Rồi còn muốn thắc mắc gì nữa không em? Dạ không. Chị giải tỏa thắc mắc giùm em rồi phải không? Thỏa mãn rồi phải không? Rồi các chàng trai tôi hiểu chưa? Nãy giờ chị nói là em hiểu hầu như là coi như 70 đi. Trời, và 70 em sẽ à? Tận dụng 30 của em là em sẽ nói với bạn bên ghế xanh bên đó là em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em, tiến đến cuộc hôn nhân để được chăm sóc em và con của em. Anh hy vọng được một câu trả lời trường đến phải có như vậy mới được. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên cạnh chiếc ghế của mình. Mỗi người đều có hai cơ hội như nhau, nút đỏ và nút xanh. Muốn bấm nút nào cũng được. Nếu trùng khớp thì chúng ta sẽ có một cặp đôi. Mời Hứa Minh Đạt. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định đã đến rồi. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Mời tất cả các bạn hãy hướng mặt về phía trước. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 Anh dự định bao lâu thì anh sẽ kết hôn sau quá trình tìm hiểu ạ? Tuy em đã từng đổ vỡ nhưng em chưa bao giờ đám cưới được một lần nào hết. Nên một khi mà em tính hôn nhân, em muốn một cái đám cưới em là phải toàn vẹn. Em sẽ nói với bạn bên ghế xanh bên đó là em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em, tiến đến cuộc hôn nhân để được chăm sóc em và con của em. 4 Anh có ngại quen một người bạn gái có đứa con không? Dạ, tặng một. Anh đã chia sẻ rồi. Dạ. Cái đó là không quan trọng, miễn sao là cái người đó nó phù hợp với mình. Mình có thể là chia sẻ với nhau những cái công việc, những cái cuộc sống hàng ngày để mình có thể đi đến những cái bến bờ xa hơn. 3 2 1 và bấm. Bấm à? Bấm.
hết thời gian. Thời gian đã hết. Và hai cô gái của chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Những người phụ nữ đã từng gãy đổ, họ sợ rất là nhiều thứ. Họ muốn một cái gì đó chắc chắn và an toàn. Em gái ghế xanh, tại sao em không mong? Chính vì cái câu hỏi cuối cùng á, khi mà em hỏi ảnh, cái câu trả lời của ảnh vẫn chưa thật sự. Thật ra chị vẫn cảm nhận ảnh là một người rất là chân thành. Đôi lúc mình vội vàng quá hoặc là mình theo cảm xúc quá, mình cũng đã làm mất đi cái cơ hội của mình. Em cũng rút kinh nghiệm thêm, lần sau khi người phụ nữ người ta đã hỏi cái câu đó, bao lâu, có nghĩa là người ta muốn bao lâu. Em nghe cái từ bao lâu không? Là nó phải có một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Mình phải nhảy. Đáng lẽ lúc nãy là em phải trả lời là cuối năm nay, nhưng mà sự mình chưa tìm hiểu sâu mà 3 tháng, 6 tháng, một năm khi mình nào mình kết hôn nhanh quá thì bạn nó sẽ nói tại sao vội vàng quá vậy. Không thì phải, cũng là một câu hỏi nhiều cách lắm, nhiều cách trả lời lắm. À, có nghĩa là anh đến với chương trình là nghiêm túc, anh rất vui khi mà em hỏi anh như vậy. Và đối với anh á, thì là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm cái điều đó không quan trọng, anh luôn sẵn sàng, chỉ cần là anh yêu thương em và em yêu thương anh, nó cũng là một cái câu trả lời. Nhưng mà thật sự thì đàn ông mà nếu nói giỏi được như vậy thì cũng chết phụ nữ rồi. À, hiểu không? Cho nên là chị cũng hiểu, nhưng mà em rút cái kinh nghiệm thêm một xíu. Nhưng mà chị vẫn rất là ghi nhận cái sự chân thành của em khi đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi. Bởi vì chị từng trải và chị cảm nhận được em rất là chân thành nhé. Rồi, còn em gái tại sao cũng không bấm? Em cảm giác thiếu tự tin hay sao á, với lại thời lượng cũng nhanh quá, em không có quyết được. Biết đâu một ngày nào đó thì cái duyên nó cũng sẽ đến với các bạn. Những người mà luôn chân thành thì chắc chắn sẽ đón nhận được những cái trái ngọt trong cái tình yêu cũng như là trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Rồi, xin mời. Và chúc cho các bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình. Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt sức gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không có chứa chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho các bạn nha. Xin cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Đối với các cặp đôi mà đã thất bại thì cũng đừng quá lo lắng nha, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Và xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9, 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Bình Đạt xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.